Ok, chào mừng các bạn đến với số tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong video ngày hôm nay sẽ có những cái điều gì xảy ra ở đây. Đầu tiên là một chiếc xe Hyundai Tucson. Vâng, anh em có thể nhìn thấy cái phong cách đi không? Cực kỳ đặc biệt. Có lẽ rằng là người có tiền người ta sẽ lựa chọn những cái lối đi nó cực kỳ đặc biệt như vậy. Chưa xong anh em ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp cái kiểu đi. Rồi, 34A 31660. À, tôi rồi đây để đi đón con anh em ạ. Đây, con này là con Santa Fe, con Santa Fe nhỉ. Cũng là kiểu lái xe của những con người mà nó có tí tiền, nó cũng khác hẳn với lại người thường anh em nhỉ. Rồi, chúng ta sẽ đến với tình huống thứ hai. Đây. Vâng. À, đây là một cái tình huống xảy ra ở trên cầu và cũng rất là gọi là thiệt hại cũng khá là nặng nề cái tình huống này. Và đây chúng ta có thể thấy rằng là thanh niên lái xe máy kèm theo hình như đó là một bạn gái nữa vượt ẩu trên cầu. Và mọi thứ nó xảy ra đến thì tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Rồi, đây, cũng 15. Rồi, lại tiếp tục tạt tiếp này. Và tình huống tiếp sau đây chúng ta sẽ có cái gì nó sẽ xảy ra ở đây. Đoạn này thì là khu vực đường cũ cao tốc à? Ôi giời. Rồi. Ngược chiều. À đâu đi lùi chứ hả? Lỗi này là phạt từ 15 đến 17 triệu và tước giấy phép lái xe từ 3 đến 7 tháng sao nhỉ? 5 đến 7 tháng hay sao nhỉ? Rồi. Anh em ơi! Sơn La ơi! Sơn La ơi! Tay đâu? Anh em Sơn La xong rồi về. Sơn La ơi! Ok, anh em Sơn La đâu? Anh em Sơn La về có gì nhốt lại cho tôi cái nhá. May mà ông không lái xe. Tôi vẫn chấp hành ngon nghẻ. Tôi tình huống này tôi nghĩ là anh em để vui thôi nha, không vui vẻ tí thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp sau đây. Đây là một cái tình huống mà tôi cũng không hiểu rằng người lái xe trắng phía trước mệt mỏi điều gì. Thì anh có camera hành trình này là tìm đường lách lên. Đấy. Trong tình huống này là cụ lái xe trắng này không biết là mệt mỏi hay là có sử dụng gọi là rượu bia hay không mà cụ lại dừng xe ở đây xong cụ hạ ghế để cụ ngủ. À, chắc là mệt quá hoặc là có tình trạng gì không mà hạ ghế đây để nghỉ ngơi xíu. Rồi nghỉ chỗ nào thì nghỉ. Rồi Phúc Cường 17F00152 tạt đầu sau đó là lạng vào lách vào làn khẩn cấp. Để cay hả? Bác có camera này khá là cay anh em ạ. Không biết là lên cái làn khẩn cấp này là có camera này là có đủ căn cứ để xử phạt phạt nguội rồi. Rồi một lần về quê và chúng ta sẽ gặp gỡ những cái tình huống kiểu như này. Các cái báo thủ ở quê bây giờ ấy anh em thấy không? Dài một báo thủ chạy căng đét luôn anh em ạ. Không biết là điều gì nó sẽ xảy ra với tương lai. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái tình huống nữa. Ở cái tình huống này thì chúng ta cũng có thể nói rằng là anh em này có camera hành trình để xử lý này là hợp lý thôi. Còn rất nhiều anh em khi đưa đăng lên thông tin trên mạng xã hội thì rất nhiều anh em đưa ra những ý kiến trái chiều ở đây. Tuy nhiên rằng là người anh em có camera hành trình để xử lý thì là hợp lý rồi. Chúng ta sẽ đến với thành phố khu vực miền trong. Đây cũng không phải là thành phố Hồ Chí Minh, không rõ lắm. Một cụ lái xe dịch vụ
con Vin, con kia là con VF5 đúng không anh em? Rồi anh em sẽ thấy được cái phong cách lái xe. Tuy nhiên rằng ở đây phía trước nó xảy ra cái việc mâu thuẫn như thế nào thì là tôi không rõ lắm. Tuy nhiên bắt đầu từ những cái phút này thì cái việc hành động của người lái xe, của hai ông lái xe, một ông là có camera hành trình và một cái ông VinFast gọi là lái xe dịch vụ kia. Tôi nói là cái ông lái xe thôi nhá, chứ còn không nói đến hãng xe nhá. Ở đây tôi không nói đến hãng xe bởi vì là cái này nó thuộc cái dạng gọi là suy nghĩ tư và tư duy hành động của từng người. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cái tình huống này để xem nó xảy ra tiếp tục như thế nào. Đấy, đoạn này tôi sẽ speed nhanh lên. Các anh đi trên đường là các anh gành ghẹ nhau, không biết là lúc trước ai dạ à gì đấy à ai rồi cũng nhớn tuổi đấy, không phải là ít tuổi đâu. Nhưng mà lái xe ra đường mà có cái hành vi như thế này là bất ổn lắm anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Cái tình huống này thì nó khá dài cho nên là một số những đoạn tôi sẽ skip nhanh lên để cho anh em và tiện theo dõi. Rồi, tiếp tục lạng lách, đánh võng và vành nhau trên đường. Nếu như những cái hành vi này mà đến với cơ quan chức năng là hai người này đều sẽ cùng, kể cả tài có camera hành trình và tài gọi là VinFast VF5 kia đều sẽ lên ngồi uống nước chè bình thường nhé, chứ không phải là một mình anh VF5 đâu. Hai ông lạng lách đánh võng ở trên đường như thế này thì cả hai ông sẽ được mời lên uống nước chè đấy, và sẽ được ăn một tờ A4 và sẽ có nộp phạt hành chính giống nhau hết, hiểu không? Cùng theo dõi tiếp. Bởi vì là cái này là hành vi xuất phát cả hai ông, cái ông có camera hành trình này ông cũng lạng lách đánh võng thôi chứ không phải là chỉ riêng của ông VinFast. Rồi, một xíu nữa thôi là hôn thẳng vào mông rồi. Tiếp tục theo dõi. Đây. Vẫn tiếp tục lạng lách đánh võng. Đến cái đoạn này là đến cái đoạn giao lộ. Rồi, đây hình như là một chiếc xe buýt thì phải anh em ạ. Rồi, và sau đó là xảy ra cái gọi là giao lưu võ thuật giữa lại hai bên. Rồi, đây là gây rối trật tự công cộng, hai lỗi liên tiếp luôn. Rồi sau đó thì các anh, không biết là các anh đã được mời lên uống nước chè hay chưa thì tôi không rõ lắm. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái tình huống. Đây là một cái tình huống xảy ra trên cao tốc. Cao tốc này là Pháp Vân Cầu Rẽ đi Ninh Bình đúng không anh nhỉ? Và chúng ta thấy rằng là phía trước là một chiếc xe ben. Nhưng mà điều đặc biệt ở dưới chiếc xe ben này là có một cái đèn nó chiếu ngược này. Có rất nhiều ý kiến các ông trái chiều đưa về bảo là người lái xe có camera này là sân si. Tuy nhiên rằng là nếu như các ông đặt địa vị vào các ông đi sau chiếc xe này và bị chói mắt như thế này thì các ông sẽ nghĩ điều gì? Và điều quan trọng nữa là nó sẽ là cực kỳ nguy hiểm, 90R01016. Nó sẽ như thế nào nếu các ông là người đi sau chiếc xe như vậy? Rồi, chúng ta sẽ đến với một thanh niên. Đẹp trai đấy. Nhìn cái gương mặt kia là tôi nghĩ rằng là có vẻ như là có tí gọi là giấm rồi. Cùng theo dõi. 20F00798. Hình như là có chút giấm rồi anh em ạ. Chứ còn nếu bình thường thì không thể nào có hành động như vậy được. Rồi. Úi giời. Người mạnh vào. Rồi. Nếu mà video này có đủ căn cứ để gọi là mời lên uống nước chè không hả anh em? Chắc chắn là tôi nghĩ rằng là cũng sẽ đủ căn cứ đấy. Nhìn cái gương mặt thế kia và cái bước chân thế kia là tôi thấy là hình như nó cũng khá là nhiều giấm rồi chứ không phải là ít đâu. Rồi. Rồi. Ui giời. Đấy, chở khách mà lại lạng lách như thế này thì không biết là nó an toàn ở chỗ nào hả anh em? Nghe nói là anh em bảo là đào tạo kỹ lắm. Nhưng mà nói thực sự là đào tạo thì đào tạo, nhưng mà ra đường thì cái này nó thuộc vào hành vi của từng con người.
có ý thức của từng con người thì thực sự nó cũng rất là khó trong cái vấn đề này anh em ạ. Câu chuyện nó cũng khá là khó khăn để mà nói chuyện với nhau ở đây. Đưa vô báo lỗi gì giùm em đi anh ơi. Anh đi không đúng làn đường á. Thôi anh kêu em đi không đúng làn đường. Đi không đúng làn đường quy định. Rồi, anh em tiếp tục theo dõi tình huống tiếp sau đây. Đây đúng không? Dạ dạ. Đây là việc xử lý hành chính giữa một người dân và một người trong cơ quan chức năng. Ở đây nó có bản phân làn này nhá. Dạ. Anh chú ý nha. Dạ. Mai mốt nha. R415. Đúng rồi, đúng rồi. Tuy nhiên, cái vấn đề này thì tôi sẽ không bình luận quá nhiều ở đây. Bây giờ em lập. Anh em sẽ cùng nhau theo dõi và để lại bình luận ở phía dưới. Chết rồi. Nói chung cái tình huống này mình cũng khá là khó hiểu anh em ạ. Cùng theo dõi hết nha. Biết bạn rồi, bây giờ cô có biết ấy chưa? Rồi. Biết bạn rồi, biết bạn chưa? Thì cái bạn R415 nếu mà anh ghi em không đi đi không đúng làn đường quy định thì 5 triệu trong vòng 2 tháng. Hầu hay quá bà. Ừ, thì đúng rồi. Biết cứng ngắc luôn ha. Cái là 415 này đúng không? Rồi đúng rồi. Rồi giờ em lập nha, có ý kiến gì nữa không? Không không. Ủa. Nghe anh hả? Dạ. Nghe. Nam Đàn hả? Đồng Hương, Đồng Hương. À, bố em Nam Đàn. Ôi chết em không có tiền mà lỗ khác luôn. Làm cho cái lỗi nhà hơn nha. Thôi. Giờ sao? Sao anh tôi dính em đi cái lỗi này anh lập lỗi khác chết em. Nghĩa là lập cái lỗi khác nhà hơn. Thôi tôi dính cái em bị này mà anh lập. Alo. Ok, trong tình huống này thì anh em sẽ theo dõi và để lại cho tôi một cái lời bình ở phía dưới nhé. Còn trong tình huống này thì tôi không bình luận quá nhiều ở đây. Bởi vì là anh em theo dõi thì sẽ hiểu câu chuyện nó xảy ra như thế nào và cuối cùng là kết quả nó ra sao. Còn tôi sẽ không để lại bình luận quá nhiều ở đây nhé. Nhưng mà tôi nhìn cái gương mặt nó có vẻ như là nó không được ổn cho lắm anh em ạ. Rồi, anh em tiếp tục theo dõi cái... Đây có cái bảng xe máy phải không được, để đỏ không được đi đúng không? Đúng rồi. À, thấy nhiều người cứ tưởng nó đi thẳng á. Tiếp theo. Không thấy có cái hẻm mà có cái hẻm. Anh có thường xuyên đi đường này không? Dạ có, em đi hàng ngày. Em ngày nào cũng cho em để ý các bạn đó. Không, em tính đi vô đổ xăng xong em quẹo ra. Không em rồi, em à, quá xăng hả? Em chở khách em ấy. Là có anh, bà ấy, bà nhờ. Anh ghé vô đổ xăng hả? Em tính ghé vô đổ xăng, sau rồi cái bà kia em chở dùm cho bà sếp của cái ông bạn em. À. Đó, sau rồi cái bà kêu thôi đi luôn, đi trễ rồi, không đổ nữa. À, bà tính vô đổ xăng đúng không? Đúng rồi. Không cố ý đúng không? Đúng rồi, em tính vô đổ xăng, em quẹo ra. Chú ý là coi anh em sau đi phải chú ý các bạn đó nha. À, chứ nghĩ sao mà em đi xe mà đi vi phạm đó. Tại vì anh tính vô đổ xăng, không có cố ý vi phạm. Mà muốn đi chú ý nha. Phải chú ý cho anh đi xe hàng ngày chú ý chứ. Lành luật rồi mà đi này. Đi phải nhìn từ xa coi, thấy sắp tới đèn đỏ là phải dừng liền. Do anh vô tính vô đổ xăng, anh cũng cố ý nhé. Dạ. Này anh em nhắc nhở, dạ, đầu đi cố gắng,
vi phạm như vậy nhé. Dạ dạ dạ. Em đang vội quá, đây kiểm tra lại giấy tờ giùm em. Kiểm tra lại giấy tờ giùm em. Cầm em căn cước không? Căn cước. Lái. Rồi em đi nhé. Các bạn, chúng ta sẽ đến với một cái tình huống nữa. Và tình huống này sẽ là điều gì xảy ra? Đây thì tôi cũng phải nói rằng là thực sự là không thể hiểu nổi luôn đấy anh em ạ. Đây anh em sẽ theo dõi ngay sau đây thôi. Bắt này đúng thực sự tôi không thể hiểu nổi luôn. Ông này ông đi kiểu gì anh em? Và đấy được ông vẫn cố để ông rúc lên được. Không biết là ở nhà đang có vấn đề gì không mà ông thể là ông hay là ông đang đi tìm gà anh em, đang tìm gà hay tìm chuối ở đây ông biết. Thật sự khó. Rồi. Tiếp sau đây. Đây này. Đây là cái kiểu đi mà tôi có thể là tôi đã nói quá nhiều ở trong các cái video của mình rồi. Cái kiểu lách lên xong bắt đầu là tạt đầu sang anh em ạ. Và tạt đầu sang thì đã rất nhiều các bố là gặp phải container, sau đó là nằm dưới gầm container rồi. À. Nhưng mà các bố không vẫn chưa rút được kinh nghiệm điều đấy. Rồi anh em sẽ đến với tình huống tiếp sau đây. Phía trước của chúng ta là một chiếc Mercedes. Cùng theo dõi xem. Và cái ông có camera hành trình này thì ông lại cứ bám ông dí vào mông người ta như thế này. Không giữ khoảng cách an toàn. Đoạn này nó hơi dài. Speed nhanh lên một xíu cho anh em theo dõi này. Rồi đạp phanh luôn. Ui giời. Bắt này hôn mạnh đấy. Hôn vào quả của con mẹt kia mà cũng không hiểu là ông mẹt kia tự dưng ông ấy đạp phanh làm gì. Hay là ông ấy bị quánh quả gọi là xin tín nhiều được luôn. Thôi nói tóm lại là mình đi sau không giữ khoảng cách an toàn thì mọi thứ là thuộc về mình thôi, đèn thôi. Nào, Hà Nội của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống tiếp sau đây. Trời đang mưa. Rồi, bật xi nhan này, tạt sang này. Úi giời, va chạm rồi. Đấy, xuống rồi xong rồi bắt đèn, hiểu không? Người ta bắt đèn thì người ta lại quay lại, người ta bảo mình là thằng ngu, hiểu không? Đi kiểu đấy đúng không? Không thể nào mà đỡ được. Nào. Đây là quy tắc bàn tay trái dành cho những cái thằng đi xe lái xe ngược chiều. Cày đuổi theo. cày lắm đấy. Quy tắc bàn tay trái dành cho những ông lái xe mà kiểu thích đi ngược chiều đấy. Rồi sau đây sẽ là điều gì xảy ra? Một ông shipper mắt thì dán vào điện thoại và phía trước cũng ra là một cái hố. Ui trời. Rồi thế nghe nói là cái hố này thì cũng đã có một số thanh niên là xuống rồi, không? Và hôm nay lại kết nạp thêm được một thanh niên nữa xuống hố. Rồi mắt thì cả trớn lên mà không biết là ông nào làm cái hố này để làm gì, không biết là sửa chữa cái gì mà không có cảnh báo cảnh biết gì mà để cái hố nó to như thế này. Đó, cũng không có biển cảnh báo mà cũng không có cái gì để mà chắn trước nó cả, để cảnh báo cho người tham gia giao thông cả. Đây, đấy, lỗi thì một ông thì mắt thì cứ dán vào điện thoại, một ông nhưng còn những ông mà thi công ở đây thì không có cảnh báo cảnh biết gì. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với một ông gọi đến từ Hưng Yên. Đây, Hyundai, gọi con này là con gì? Biển Hưng Yên nhé, 89A16542. Ông ấy đi ngược chiều. Thế nhưng mà sau đó là ông ấy thi gan với lại xe người đi đúng chiều và nháy đèn để bắt thằng đi đúng chiều nhường cho ông ấy đi, vẫn tiếp tục lại nhoi lên để đi ngược chiều tiếp. Tư duy này thì chịu rồi. Ôi giời ơi. Phát này thì đúng là ối dồi ôi thật anh em ạ. Rất may là còn có cái ruộng ngô để mà xuống đấy. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ có gì ở trong cái tình huống này?
cùng theo dõi này. Đây, đây, đây. Ui giời, và đi xe máy, một ninja của chúng ta xuất hiện. Chịu. Lại tiếp tục lại. 30G81207. 30G81207. Đây là cuối đường cao tốc Láng Hòa Lạc. Đại lộ Thăng Long. Vẫn có những thằng đi ngược chiều. Và cái tình huống cuối cùng trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với miền Nam, khu vực miền trong, để chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi cái tình huống này. Ở cái địa điểm này thì tôi cũng không rõ tên đường lắm, bởi vì là tôi không biết ở trong đó như thế nào. Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tình huống và để lại cho tôi cái comment nhận xét đánh giá của anh em ở phía dưới của video nhé. Đây, đường một chiều, thế nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là hình như là chúng ta lại đi vào cái đường nhầm đường rồi sao anh em ạ. Vậy, anh em xe máy là lấn hết phần đường rồi, không còn phần đường cho cái phần người đi đúng nữa. Thôi thế thôi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo nha.